này thì xé luôn cả cái này để cho nước sữa chảy ao ao mà uống. Đâu? Thằng này lấy xé cái này để chảy nước ao ao mà uống, được tất cả bọn ra uống. Mấy thằng này chứ nó Ủa, chẳng lẽ đây là chui vào uống à? đúng rồi, chui chui vào uống như mấy con kiến đấy. mấy thằng này nó nghịch đến nỗi ăn tàm tạp chọc chọc ngon quá, không biết đâu vô ăn được pizza rồi nhá. Chụp chụp mấy thằng này đang gặp 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 Mấy bọn nó không ăn kẹo à? gặp gặp kẹo chúng nó đang vô đây này, tùm tùm tạp tạp. Ăn nhau. Đây là dưa hấu, chúng nó mở hết toang ra mà ăn. Chụp chụp tạp tạp ngon quá. Mấy con này như con kiến, nhưng mà đây chính là chúng nó thu nhỏ biến thành một luồng kiến thật. Nó chui vô kho thức ăn mà ăn tạp tạp chồng chọc. Thế ê, nó đang ngồi đọc sách kìa. Kho thức ăn, một kho thức ăn siêu 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 nhiều thức ăn luôn, siêu nhiều thức ăn. Người ta cũng gọi đây là chỗ thức ăn. Mấy người vô nhìn xem thì trời ơi, lũ kiến bù hết đồ ăn rồi. Mấy người này thu nhỏ thành biến thành con kiến rồi dặm chui vô mà ăn. Đâu thế 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 ai bảo bảo như vậy? Mấy bạn bảo chập chập ngon quá, ngon tuyệt, để tớ nhảy lên ăn cùng. Chập 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 quay hả? Có thằng cũng muốn thu nhỏ tới thu nhỏ luôn. Ê hế, nhảy lên ăn nào, chạp xuống xuống đây. Để coi đi, ngủ đi nấm. Không, nhưng mà con muốn viết lâu thêm nữa để các bạn này ăn được nhiều món. Hí hí ngon quá, tập tập để tớ ăn với. Có sáng tác tác thêm một món chuẩn bị được từ đây. Chính là món nho các cậu ta sẽ biến thành nho khi ai vô đây. Nho đâu? Nho đây nè. Nếu mà các cậu ta vô đây cũng biến thành nho thật. Thế bao giờ bị biến? Xé sạch xoạch nhằm. Chỉ tại nho tàng hình lên chúng ta có nhiều mặt như thế.